cũng trong à, cũng trong bộ meeting vấn đáp ngày na tiên có nói về lý do Bồ Tát phải tu phổ hạnh như sau Bồ Tát phải hành phổ hạnh là vì truyền thống tín ngưỡng đương thời xem phổ hạnh là con đường tối thượng khổ hạnh là phương pháp tu tập được thế tô, thế gian tôn trọng kính ngưỡng ai mà chưa tu khổ hạnh thì chưa được gọi là tu buổi đầu tiên xuất gia Bồ Tát phải lựa chọn phổ hạnh thứ nhất là vì muốn thử trí nguyện kiên cường bất khuất của mình Thứ hai đạo Phật có xuất hiện là cũng cho con người là vì cuộc đời nên không có lý do gì. Ngài lại phải đi ngược lại niềm tin và sự trọng vọng của thế gian vậy đi theo con đường tinh tấn khổ hạnh như là cái thức yếu phải chứng nghiệm phải vượt qua trong buổi vấn đáp năm 2021 sư có nói rằng nguyên do Bồ Tát phải hành khổ hạnh trong 6 năm là nghiệp quả năm xưa đã từng ngạo mạn chế diễu, vị Phật quá khứ là Sa môn đồng trọc. Ở đây nhìn qua thì có thể tạm gọi là hai lý do khác nhau khi Bồ Tát phải chịu khổ hạnh. Nhưng theo con nhìn nhận thì có thể hiểu là nghiệp ngạo mạng quá khứ là nghiệp nhân có nó chuyển hướng tác động để tạo những nhân mới đưa đẩy khiến cho Bồ Tát phải cả quả tất yếu đó là sự thực hành khổ hạnh trong những trường hợp này. Các bị nhân quả à, như vậy có đúng không? Chư đời ba Phật mười phương tức là các vị chánh đẳng chánh giác trong giai đoạn mà bồ tát khi mà xuất gia tìm đạo trong kiếp cuối cùng thì đều trải qua giai đoạn khổ hạnh cho nên cái chuyện mà thực hành khổ hạnh là thông lệ của tất cả các vị bồ tát chánh đẳng giác trong kiếp chót trước khi chứng đắc quả vị chánh đẳng giác thời gian thực hành khổ hạnh à, ngắn thì 7 ngày dài thì có thể lên tới 7 năm và cái thời gian cần thiết tối thiểu của Đức Phật Chánh Đẳng Giác của mình ấy, chỉ cần 7 ngày thôi cho nên cái chuyện là Đức Bồ Tát của chúng ta thực hành khổ hạnh đây là chuyện tất nhiên là chuyện tất yếu và cũng như ở trong My Tiên có nói đó đó phù hợp với cái quan điểm của người dân đương thời. Còn cái lý do đó là thay vì đáng lẽ ra Ngài chỉ dùng có 7 ngày thôi để Ngài kiểm tra, 7 ngày là quá đủ rồi. Nhưng Ngài phải dùng tới 6 năm thì cái lý do mà phải kéo dài từ 7 ngày thành 6 năm đó là do cái nghiệp quá khứ thời xưa. Cho nên trong cái chuyện này nhân nào thì cái quả đó và chúng ta không nên tùy tiện suy diễn.